Vâng, thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang đến cho quý vị và các bạn những tin tức nóng nhất, mới nhất, cập nhật liên tục trong 24 giờ qua của bản tin 24 giờ. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị khán giả, thật quá đáng sợ và kinh hãi khi phải chứng kiến cảnh nước dâng lên. Vào khoảnh khắc đó, khi đứng trước những thảm họa thiên tai, con người chúng ta thật nhỏ bé vô cùng. Đó là lời cá thán đầy sự hoảng sợ bàng hoàng vô cùng của một người dân Trung Quốc khi tận mắt chứng kiến đất nước mình ngày qua ngày đang phải gồng mình chứng chịu từng trận lũ đổ về, trong khi cơn bão số 2, bão siêu mạnh đang đổ bộ vào Trung Quốc khiến mực nước sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp, nước dâng lên mức cao kỷ lục và gần đó như đã tạo ra những dòng lũ thế kỷ, khiến cho một nhánh sông Dương Tử bị vỡ bờ và đập Tam Hiệp phải liên tục đặt trong tình trạng khẩn cấp, liên tục phải tăng cường lưu lượng xả suốt ngày đêm do đập Tam Hiệp xả lũ với lưu lượng lớn đã gây ra những trận lở đất với nhiều thương vong, những trận lũ ống lũ quét kinh hoàng cuốn trôi và nhấn chìm mọi thứ nó đi qua. Thế nhưng những tai ương vẫn tiếp tục chưa chịu buông tha Trung Quốc. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm qua 1,4 tỷ dân phải hứng chịu một trận mưa đá chưa từng có trong lịch sử. Thông tin trên đã được tờ báo Bắc Kinh cho biết như sau. Vào lúc 21 giờ ngày hôm qua, nhiều tỉnh thành phía đông bắc của nước này đã bất ngờ hứng chịu một trận mưa đá to khủng khiếp và dữ dội. Những hòn đá to bằng quả trứng rơi liên tiếp từ trên trời rơi xuống quảng trường Thiên An Môn của thủ đô Bắc Kinh suốt hơn một tiếng đồng hồ. Trận mưa đá trên đã làm cho thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tê liệt gần 2 tiếng đồng hồ. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình phải họp gấp ngay trong đêm bởi trận mưa đá xảy ra quá bất ngờ. Sau 2 tiếng đồng hồ thì các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam cũng đã xuất hiện những đám mây dông sấm sét đùng đùng. Một lúc sau có mưa liên tiếp chút hàng ngàn mét khối mưa đá trắng xóa bao phủ một vùng rộng lớn. Theo Cục Thống kê của Trung Quốc cho biết, hiện tại đã làm hư hại 1,2 triệu hecta cây trái hoa màu của người dân Trung Quốc đại lục. Điều này làm cho cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập đang rất buồn. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập được cho là buồn nhất. Còn hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc ca thán mất trắng mùa màng vì mưa to, gió lớn, động đất, gió bão vỡ đê vỡ đập trong những tháng đầu mùa lũ vừa qua vẫn đang tàn phá Trung Quốc. Người ta cho thấy đây chính là luật nhân quả mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu, gây ra đau thương và chuốc oán với cả thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Trung Quốc cho biết những trận mưa to đến rất to cùng mưa đá, lũ quét, sạt lở vẫn đang tiếp tục hành hành ở Trung Quốc. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp tục kéo dài. Vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão. Dự kiến mưa lớn vẫn xảy ra ở phía Nam và Tây Nam. Vào ngày 26 tháng 6, đập Tam Hiệp bắt đầu khẩn cấp xả lũ, gây ra áp lực lớn đến các thành phố hạ lưu. Hiện tại, nhiều thành phố bị ngập lụt và cũng có thông tin rằng nhiều người rơi xuống nước bị điện giật tử vong. Những dữ liệu này đều thuộc về bí mật quốc gia. Theo cảnh báo sớm do Đài truyền hình vệ tinh Trung ương Trung Quốc đưa ra, ước tính từ 8 giờ sáng ngày 29 tháng 7 cho đến 8 giờ sáng ngày 31 tháng 7, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, hầu hết khu vực ở Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây, miền Trung Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão lớn. Trong số đó, ở một số khu vực phía Nam lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu, Tây Nam Chiết Giang đã xảy ra bão lớn đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa mỗi giờ từ 130 đến 150 mm. Có địa phương vượt quá 270 mm, có nơi có thời tiết đối lưu mạnh như dông, bão, gió mạnh. Vào ngày 31 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin do chịu ảnh hưởng của mưa bão liên tục, chiều ngày 30 tháng 6, lưu lượng nước của hồ chứa Tam Hiệp bắt đầu tăng. Vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 6, lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 m3 trên giây, lưu lượng đã tăng gần gấp đôi so với ngày 29 tháng 7. Để đối phó với vấn đề này, lãnh đạo phòng chống lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để đạt lưu lượng nước trung bình 35.000 m3 trên giây. Đến 5 giờ chiều ngày 30 tháng 7, mực nước của Tam Hiệp đã đạt tới 147,57 m, vượt quá mức lũ 2,57 m. Trong cùng ngày, 34 tổ máy của nhà máy điện Tam Hiệp đã triển khai toàn bộ với sản lượng hơn 20 triệu kW, gần hết công suất. Đây là lần đầu tiên đập Tam Hiệp xả lũ trong năm. Tuy nhiên, việc đập Tam Hiệp xả lũ được cho rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho các thành phố ở hạ lưu. Theo báo cáo của trang web sông Dương Tử,
vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7. Văn phòng chống lũ thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông báo nói rằng vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 7, mực nước của trạm sông Dương Tử đạt 25 mét và mực nước cần phải phòng vệ. Mức kiểm soát lũ ở Vũ Hán được chia thành 3 cấp độ dựa trên mực nước trạm Hán Khẩu, mực nước phòng bị 25 mét, mực nước cảnh báo 27,3 mét và mực nước đảm bảo 29,7 mét. Tuy nhiên, các thành phố như Nghi Xương gần Vũ Hán chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40 km, hiện đã phải chịu trận mưa lớn 20 năm một lần. Vào ngày 30 tháng 7, lượng mưa cao nhất ở Nghi Xương đạt 271,6 mm, vượt quá mức cao nhất trong lịch sử của trạm khí tượng Nghi Xương. Nhiều xe ô tô đã bị chìm trong nước. Qua các video chia sẻ trên mạng Internet cho thấy, vào ngày 30 tháng 7, sau khi nước sông tăng vọt gây lũ lụt nhiều nơi trong thành phố, dây điện cao áp rơi xuống nước đã khiến cho nhiều người rơi xuống nước bị điện giật gây tử vong. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trước đó, một số người dân Trung Quốc đã cảnh báo trên mạng Internet rằng Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác là khu vực tiếp theo sẽ bị lũ lụt. Tuy nhiên, người ta nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm người dân lan truyền thông tin về lũ lụt trên mạng. Vì vậy, trên Weibo rất ít tình hình về thiên tai, nhưng trên Twitter, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải các video liên quan đến lũ lụt. Theo tin của BBC, một cư dân họ Lý ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một đoạn video vào ngày 30 tháng 7, hiện giờ bạn có thể thấy tại hiện trường mực nước sông Tương Tử đang rất cao. Tôi nghe nói rằng thượng lưu đập Tam Hiệp, đập các châu Á đang toàn lực xả lũ. Mùa lũ chính ở lưu vực sông Dương Tử là vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Năm nay, các thành phố trong lưu vực sông Dương Tử bao gồm Vũ Hán có bị lũ hay không? Chúng tôi cố gắng đến hiện trường mỗi ngày để xem mực nước của sông Dương Tử. Cư dân mạng có nickname là Xiao đã ra một video trên Twitter rằng căn phòng nhìn ra toàn là sông, ai lâm vào cảnh lầm than mới hiểu. Trong 3 tiếng, nước dâng cao 5-6 mét, nhấn chìm tòa nhà 2 tầng, nước chảy xối xả, nhiều người dân không kịp chạy thoát. Có người đăng hình ảnh những chiếc xe ô tô ngập chìm trong nước với dòng chú thích trực tiếp rằng hạ lưu đập Tam Hiệp chịu tổn thất nặng nề, một số thi thể nổi trên mặt nước. Tân Hoa Xã đã đưa tin vào ngày 31 tháng 7 rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến rất to gần các nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 8. Và mưa bão cục bộ đến ngày 6 tháng 8 sẽ có mưa lớn trên thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn sông Hán Giang và mưa to và dông. Do đó, vào đầu và giữa tháng 8, hồ chứa Tam Hiệp có thể phải đón nhận thêm đợt lũ mới. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp năm nay sẽ mang lại một đợt lũ mới cho khu vực. Mưa lớn ở Trung Quốc đã gây ra thảm họa khiến 26 tỉnh thành bị ngập sâu trong bể nước. Đập Tam Hiệp không chỉ thất bại trong việc ngăn chặn lũ lụt, mà còn làm trầm trọng thêm thảm họa ở các thành phố. Khu vực hạ lưu con đập gây ra lũ lụt cho toàn bộ thành phố Nghi Xương. Ngày 30 tháng 7, một văn kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc được đưa ra ánh sáng cho thấy chính quyền vì muốn bảo vệ đập Tam Hiệp đã yêu cầu bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 sẽ toàn lực xả lũ. Điều đáng lo ngại là việc xả lũ sẽ khiến thành phố ở khu vực hạ lưu rơi vào thảm họa nặng nề hơn, và người dân muốn trốn e rằng không còn cách nào trốn thoát được. Văn kiện của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đang lan truyền trên Twitter cho thấy chính quyền yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang Trung Quốc bắt đầu từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 sẽ toàn lực xả nước trong đập Tam Hiệp với lưu lượng gần 35.000 mét khối trên giây. Từ 8 giờ ngày 30 tháng 7, lưu lượng nước đập Tam Hiệp sẽ được xả ở mức gần 45.000 mét khối trên giây. Phía dưới văn kiện ghi rõ Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố thời gian vào 4 giờ chiều ngày 28 tháng 7. Dấu đỏ được đóng cũng là con dấu chuyên dụng phát điện tín mật của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi. Người sử dụng mạng đăng tải tài liệu này nói rằng sự điều chỉnh này không phải là vô duyên vô cớ, chỉ có điều là 35 con đập khác có thể chống chọi được hay không. Có người để lại bình luận rằng quả thật không khác nhau nhiều. Đêm qua tôi xem thử thấy rằng lưu lượng xả đúng thật là 35.000 mét khối trên giây và hiện tại là 45.000 mét khối trên giây. Mực nước ở Trùng Khánh đang dần dần dâng cao lên. Hiện giờ Tam Hiệp vì để bảo vệ Trùng Khánh khỏi trận lũ sắp tới nên đã mở cửa xả lũ. Cũng có cư dân mạng nói đây là một vụ thảm sát. Các thành phố hạ du rất khó có khả năng rơi vào một cuộc khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng hơn. Mọi người muốn trốn e rằng không phải chuyện dễ dàng. Có người lại bày tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc trước giờ vốn không coi mạng sống con người ra gì, dân chết bao nhiêu thì với đói cũng chỉ là một con số. Để có thể giữ cho đập Tam Hiệp không bị vỡ
mà họ không tiếc hy sinh biết bao nhiêu mạng sống của người dân thấp cổ bé họng. Học giả kinh tế tại kênh Lãng Nhãng đăng video trên Twitter nói rằng đập Tam Hiệp đập các Bá Châu xả lũ, mực nước sông Dương Tử tăng vọt, đổ xuống Nghi Xương gây ra thảm họa. Bước tiếp theo là đổ xuống Vũ Hán. Đợi đến lúc chìm trong nước rồi mới phản kháng, phải chăng đã quá muộn? Người dân sống ở Trung Du, Hạ Du, sông Dương Tử hãy mau thức tỉnh. Kính thưa quý vị, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ đầu tháng 7 đến nay, miền Nam Trung Quốc liên tục xuất hiện mưa bão khiến nhiều tỉnh thành xuất hiện ngập úng. Theo thống kê chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mưa lũ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 27,6 triệu người tại 26 tỉnh, thành bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam. Trong đó 78 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, 729 người phải di rời khẩn cấp. Do lịch sử che giấu sự thật và thói quen nhẹ nhàng hóa thảm họa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới quan sát cho rằng thiệt hại thật sự chắc chắn còn nghiêm trọng hơn so với chính quyền công bố. Ngoài ra, nhiều đường sắt đã bị nước lũ phá hủy, các cửa hàng và nhà cửa đều bị ngập, thậm chí ngập đến cả tầng 3, còn những người bị lũ cuốn trôi cùng cả căn nhà. Dữ liệu thương vong thực tế là một con số kinh hoàng. Vào ngày 31 tháng 7, tỉnh Hồ Bắc đã phải hứng chịu thêm một đợt mưa lớn. Tính đến 13 giờ ngày 31 tháng 7, mưa lớn đã gây ngập lụt tại 24 quận thuộc 7 thành phố, bao gồm Nghi Xương, Tương Dương, Kinh Môn, Hiếu Cảm, khiến 650.000 người gặp nạn, trong đó 3 huyện Đông Ba, Trùng Dương, Kinh Sơn thuộc thành phố Kim Môn, Quảng Thủy, huyện Tùy, Tân Đô thuộc thành phố Tùy Châu, huyện Hạ Phong thuộc Châu Tự Trị Dân Tộc Thổ Gia Ân tỉnh Hồ Bắc, huyện Tiên Ân của Châu Tự Trị Dân Tộc Thổ Gia Miêu Ân Thi tỉnh Hồ Bắc có lượng mưa trên 200mm, nơi có lượng mưa lớn nhất là 339,5mm ở thị trấn Kiều Thạch, huyện Đông Bảo, thành phố Kinh Môn. Vào ngày 31 tháng 7, mực nước ở Thái Hồ dâng cao và cảnh báo lũ lụt đã được ban hành. Tất cả mực nước của 16 trạm trong khu vực dưới hạ lưu đều vượt quá mức nước cảnh báo. Từ chiều ngày 31 tháng 7, thành phố Nghi Sơn gặp phải mưa lớn khiến toàn thành phố ngập lụt. Cộng thêm đập Tam Hiệp và các đập các châu ở thượng nguồn thành phố Nghi Xương xả lũ cứu đập, khiến toàn bộ thành phố Nghi Xương ở Hạ Du chìm trong nước. Khắp nơi đều là xe cộ bị nước cuốn trôi hay đều nổi lềnh bềnh trên nước, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngoài Nghi Xương thì vùng Hạ Du đập Tam Hiệp như Nam Kinh, Thượng Hải cũng được mọi người quan tâm. Theo cảnh báo cho Cục Khí tượng Trung Quốc đưa ra, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ tiếp tục bị mưa lớn trong vài ngày tới. Ngoài ra, đập Tam Hiệp toàn lực xả lũ giải cứu con đập. Đỉnh lũ thượng nguồn sông dâng cao có thể gây lũ nặng ở Nam Kinh và Thượng Hải. Một bài viết trên Weibo của Trung Quốc có tiêu đề: nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào? Bài báo đề cập rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, Vũ Hán, Nam Kinh, Thuận Hải đều sẽ không thoát khỏi kiếp nạn. Đại Hồng Thủy sẽ kinh hoàng hơn hàng chục lần so với trận lụt năm 1998. Có thể phá hủy mọi thứ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Ngoài ra, Đại Hồng Thủy sẽ đến Vũ Hán trong vòng 10 giờ và Nam Kinh trong vòng 1 ngày. Một trận Hồng Thủy cao từ 7 mét hoặc thậm chí hàng chục mét sẽ cuốn trôi đánh sập các tòa nhà. Thật khó thể tưởng tượng rằng người dân có thể trốn thoát được. Vâng, thưa quý vị, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment và share. Và đừng quên nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mà chúng tôi cập nhật mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.